Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Gã Đất đây. Hôm nay mới vào trận thôi mà đã gặp thanh niên xuống chung với mình rồi. Chạy đi đâu bạn ơi? Ôi giời ơi, sẽ đi đâu làm sao mà chạy được khỏi team mình được. Ừ rồi, đặt cái tên mà nghe ứa gan thật chứ. Nhưng mà tuổi gì với team mình đấy. Ngày xưa thì mình cũng không có chơi lên thách đấu hay là chơi ở trên đại trận tướng nhiều. Nhưng mà bây giờ qua một thời gian mình chơi ở trên cái danh này nhiều các bạn, thì nói chung là cũng nhận ra được nhiều điều khá là khác bọt so với lại cái danh dưới. Đầu tiên là combat ít hơn, bắn nhau thì phải cẩn thận hơn nhiều. Xong rồi giao tranh thì dè dặt hơn. Rồi có team thì phải đi chung với team nhiều hơn. Và những cái pha highlight cân 3 cân 4 thì gần như là không có. Đấy. Còn ở danh dưới thì bắn nhau sướng hơn, giao tranh sướng hơn, múa nhiều hơn, cân 3 cân 4 nhiều hơn. Đấy, thì đấy là những cái mà mình nhận ra được khi mà mình chơi cả ở danh dưới và danh trên nha. Danh dưới thì cũng tầm huyền thoại thôi, chứ còn nếu như mà danh dưới quá thì nó lại toàn boss hồng bắn chán lắm các bạn. Đấy, thì không biết là các bạn thích xem mình chơi ở danh nào ra. Thì có gì các bạn cho mình biết ở bên dưới phần bình luận với nhá. Mỗi cái thì nó sẽ có một cái kiểu bắn khác nhau. Và người xem thì cũng có người thích xem ở danh cao, nhưng mà có người thích cũng xem ở danh thấp. Đấy, nên là nó cũng khá là khó các bạn. Có gì thì các bạn cứ cho mình biết đấy nhá. Hôm nay thì mình vừa chơi viewer, vừa chơi với lại quân đoàn của mình luôn. Tại vì cái giờ mà mình chơi game thì đa phần các bạn đi ngủ hết rồi, nên đâm ra là cũng có khá là ít bạn online các bạn. Bên này có địch các bạn ơi. Yếu lắm rồi, yếu dã man rồi. Ây, team địch tới nha, đông nha. Hôm nay team mình thì các bạn ấy thích giao tranh, nên là các bạn ấy cứ thấy người là các bạn ấy lao vào à. Đâm ra là nãy giờ là team mình đang bị thọt đi khá là nhiều người. Hai người ra đi rồi. Cố lên Hòa ơi, được không? Được không? Hình như được rồi sao các bạn. Rồi, cùng rồi. Cùng một. Còn nha. Nãy thấy có một đến hai người chạy tới á. Kìa, tới rồi kìa. Không biết là có làm gì được không. Hay. Đây, nó phải thế chứ. Nhưng mà team này vẫn còn, chưa hết nha. Chắc là sẽ tới đấy thôi. Bên trên thì mình thấy có bông keo màu xanh kìa. Không biết là có phải địch ở trên đấy không. Đúng luôn kìa các bạn ơi. Bây giờ mình nên công lên tiêu diệt nốt hay là mình nên ưu tiên cứu đồng đội ta. Rồi, yếu. Lên luôn đi chứ còn ngại ngùng gì nữa. Có một người à các bạn. Ôi. Ok, lia. Thơm liền. Cứ nghĩ là team mình cái pha này toang rồi, nhưng mà may quá. Được, vẫn còn sức gỡ được các bạn. Mình thì cũng sắp lên 7k điểm rồi đấy. Không biết là mình sẽ leo được tới bao nhiêu k, nhưng mà mình cứ tằng tằng mình chơi vậy thôi nha. Còn không biết là các bạn có bạn nào mà đã leo lên được hơn 7k điểm chưa? Bạn nào mà leo lên rồi thì comment cho mình biết đấy nha. Bên kia có hai người luôn kìa. Rồi, yếu cả hai. Nhưng mà hơi tiếc là đồng đội của mình thì đang phía sau mình rồi, nên là cũng không làm gì hơn được. Mình thì cũng không muốn lao ẩu lên đâu các bạn ơi. Từ từ nữa nha. Đấy, cứu nốt người đội cuối cùng cho mấy bạn ấy xuống cái đã. Rồi, hay. Vẫn còn. Ê. Trời ơi. Đặt cái cổng di chuyển mà cũng mệt phết các bạn. Không sao, mình đặt xong rồi. Đây, mình sẽ qua này. Đây, có gì cover cho mình nha. Ô, đồng đội mình kìa. Ôi, chơi máu ấy. Rồi, gục một, bên này còn một này. Đây, không phải còn một đâu, còn hai đấy. Rồi, gục. Còn một. Ây à, đau thế. Ok, xong. Bên này xong nha. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Lia, lại một team nữa nằm xuống dưới team của mình rồi. Trận này có vẻ êm ái. Có người nha các bạn ơi. Ôi giời. Một thanh niên hình như là được đồng đội cứu xuống, nhưng mà bạn ấy chắc là AFK hay là bận được gì ấy. Thấy đứng im du à. Này giống kiểu cứu chùa thôi. Chơi game mà mất tập trung thế là dở rồi. Bây giờ Free Fire mà chơi là phải cẩn thận chứ. Xem đồng đội một chút là đồng đội cứu dậy mà bắn nhau liền. Thế mà còn không chịu chơi đi mà còn AFK. Còn 10 người các bạn ơi.
team mình còn 4 người thì tức là còn khoảng 6 người địch nữa. Này, bên kia có bắn nhau kìa. Qua không? Thôi qua luôn đi. Ê ê ê ê. Đồng đội mình bên kia cũng đang bắn nhau khá là căng. Không biết là một team mấy người. Từ từ các bạn ơi, đừng vội đừng vội. Ôi. Ôi, chỗ bạn số 3 với số 4 team mình kìa các bạn thấy không? Dữ dội không? Ấy da. Được đấy nhở. Rồi. Một thanh niên cuối cùng của team nào đấy đã bị mình tiêu diệt. Bạn số 3 team mình cũng được phết đấy chứ. Lao vào cân 2, cân 3 các kiểu là điểu luôn. Sợ thật. Đấy, địch nữa kìa. Thấy địch chưa? Vâng, đồng đội mình tản đi tứ phía rồi. Tầm này thì chơi được rồi. Chắc còn một team 3 người thôi. Các bạn cứ bắn đi, còn đâu mình lo cho. Hôm nay mình cover tầm xa mà. Góc bên à? Trên nhà đúng không? Ồ kìa. Trời ơi. C9 luôn cơ à. Dữ dằn. Ai ai ai. Ơ à, sao bạn Hòa team mình bị bắn rồi. Đợi xíu mình chứ. Còn có người à. Được không bạn số 1 ơi. Ôi giời. Đồng đội mình làm luôn rồi. Cứu xong cái chạy qua đây không còn cái gì. Nói ok. Nói chung là trận này thì cũng khá là nhẹ. Lắm ba cái trận đấu này mình lo được các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục leo danh nha các bạn nha. Trận này thì team của mình thì có 3 bạn AUC, Kenji và bé là Na. Cái bạn số 4 bé là Na là con gái ấy các bạn. Nãy giờ không biết là các bạn ấy có nghe thấy bạn ấy nói chuyện hay không. Bây giờ thì toàn tiếng quạt thôi. Đây, mình qua. Đồng đội mình kêu là có người. À kìa, người kìa. Rồi, Sonya rồi, hay. Trời ơi. Trận này có vẻ đồng đội tay cũng to phết đấy, không phải đùa đâu nha. Bắn cũng căng phết đấy. Còn địch nữa hả? Có người thôi mà. Rồi, đi. Mình có một tin khá là buồn muốn thông báo với các bạn. Đó là mình đã bị tụt xuống danh cao thủ với các bạn ơi. Hôm qua leo lên 6K9 xong cái có một ngày tự dưng rớt xuống cao thủ luôn các bạn. Vãi trưởng thật chứ. Các bạn ấy leo nhanh ghê. Mình thì mình cũng không có thời gian nhiều nên là mình cũng tranh thủ lúc nào thì mình leo lúc đấy thôi. Chắc là mình sẽ cố gắng leo nhiều hơn để cho nó lên thách đấu lại nha. Chứ để cao thủ thế này nó cũng hơi ngại các bạn. Nhưng mà cái này thì nó thay đổi theo thời gian nên là lúc này lúc kia cũng chẳng biết đâu một lần các bạn ơi. Ê, có địch này các bạn ơi. Xuống đây cái đồng đội của mình điệu thế. Mỗi người một nơi rồi. Các bạn ấy không thèm đi chung với nhau luôn. Cứu đồng đội xong thì phải nằm xuống chứ. Su à. Nữ các bạn. Đúng là mấy bạn nữ mà chơi game này đa phần chỉ có hì hục đi cứu đồng đội thôi. Chứ còn mấy ông con trai thì cứ lao vào mà bắn nhau tằng tằng thôi chứ đâu có cứu đồng đội mấy đâu. Rồi mình có su nên là các bạn cứ yên tâm đi. Trận này su mình nhiều mà. Bên này có người nè, đồng đội của tôi ơi. Đồng đội của tôi vẫn đi tìm người, còn tôi thì đi đâu tôi cũng gặp người. Đấy, gục ở đấy. Rồi, xong rồi. Anh ba báo, là cái tên hay dữ. Vẫn còn keo nha. Vẫn còn keo tức là vẫn còn người. Nhưng mà người ở đâu thì mình không có biết. Thôi, cứ lút đồ chưa đã xong tính tiếp. Trận này cũng gặp toàn mấy thanh niên đi lẻ không các bạn. Chưa gặp có team nào mà kiểu căng căng một tí. Đây, thấy rồi. Rồi, xong, đồng đội mình gục rồi kìa. Ok, bay đầu liền. Lơ ngơ là mình xin cái đầu liền các bạn. Vẫn gục thôi, vẫn chưa lia. Bạn ấy đang nói gì các bạn? Mình qua đây mình lút đồ đây. Đồng đội mình các bạn ấy đi đâu thì kệ các bạn thôi. Kìa, đang bắn nhau kìa. Ê! Rồi, gục. Giữ dàn. Gặp cớm rồi các bạn ơi.
trời, bắn thế mà khủng kìa các bạn. Bạn ấy chắc là cũng rén rồi. Rồi sao lại thêm một ông đồng đội nữa gục rồi các bạn. Trời ơi, cứu người này lên lại gục người kia ấy. Trời ơi, gục nữa kìa. Thôi từ từ, đợi xíu mình cứu. Chỗ này nó không có máy bán hàng. Trời trời ơi, cái gì vậy ta? Đâu, ở đâu, địch đâu rồi? Ừ, bạn si bạn ấy thấy rồi kìa. Được không? Để mình bọc ra sau nha. Đâu rồi? À đây, thấy rồi. Ok. Đấy, may mà có mình đấy. Chứ mà không có mình là bạn kia bạn ấy cân đôi rồi. Thấy Sonia xong lại còn kích hoạt đấy chứ. Rồi, dậy đi bạn ơi. Đây, đây, đây. Ok, Lia. Bên này Lia nha. Đồng đội mình bây giờ các bạn ấy mới đi chung lại với nhau đấy. Các bạn ấy nói nhiều quá, đâm ra là mình chẳng biết nói gì luôn. Thôi từ từ, bó cuối mà. Từ từ đấy các bạn ơi. Đây rồi. Rồi gục. Còn một này, còn một nè. Hình như là một bạn nữ sao nhở? À, nữ rồi, nữ rồi, nữ rồi. Ok. Xong rồi, xong rồi. Lia một team rồi. Ừ, tốt một không kill hả? Đấy, ra mà lấy kill kìa. Đây kia, đây kia. Bạn kia, bạn ấy đang kêu là tốt một không kill. Cố lên bạn ơi. Cố mà lấy tốt một có kill đi bạn ơi. Trời ơi. Đồng đội mình bị quay rồi. Trong một người ngoài một người dễ mà. Dễ rồi. Hồi phục này. Rồi xong. Anh em bên kia cứu được rồi kìa. Bum. Kêu rồi. Nè bên này có người này. Đấy qua đây mà lụm này. Cứu đấy. Nhào vô mà húp. Húp không cẩn thận là bỏ đi nha. Yếu rồi đó. Được không? Ok, vòng qua đây đã. Bạn Kenji bạn ấy đang cover rồi nên là cứ từ mà chơi thôi. Nè. Lụm. Không lụm thì mình lụm. Trời ơi, nhường chết rồi. Ăn được thôi chứ biết làm sao giờ. Ok, lại coi ra nữa rồi. Buồn ghê. Rồi, thì chắc là mình xin phép kết thúc clip ở đây nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có ngày thật tốt lành nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.